Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một cái chỗ khách sạn mình rất là thích, đó là khách sạn Dream Mansion Hotel. Đây là một khách sạn đặc biệt đối với mình, tại vì nó vừa dễ thương và phong cách khá là lạ. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu một cái quán trà sữa kế bên khách sạn. Đây là quán trà sữa Y Phan. Hầu như là ngày nào mình cũng phải uống một ly trà sữa ở đây. Bây giờ thì chúng mình chuẩn bị bước vào khách sạn nha. Điều đặc biệt ở khách sạn này là không có lễ tân, cho nên các bạn phải check in bằng một cái máy robot. Khách sạn này thì rất là gần chợ đêm Phân Cha. Đây là cái chợ đêm nổi tiếng ở Đài Trung, và chỉ cần đi bộ khoảng từ 5 phút là các bạn đã đến được chợ. Đây là cái thẻ phòng nè. Khách sạn này được trang trí với hai tông màu, đó là trắng, xám, cho nên mình rất là thích. Rất là nhiều ổ cắm điện. Và đây là cái nhà bồn cầu vệ sinh thông minh như bên Nhật các bạn. Vòi tắm đứng, mạ vàng. Bạn được chuẩn bị sẵn một cái bộ là gồm dầu gội, sữa tắm, dầu xả. Bao bì khá dễ thương và bắt mắt. Ở đây còn có một cái két sắt nữa để các bạn có thể đựng những cái vật dụng quan trọng như là passport hoặc là những cái đồ đắt tiền. Trên bàn họ cũng có chuẩn bị sẵn cho các bạn một vài gói trà như trà Oolong Tangerine nè, trà đen nè, và có cả cà phê nữa. Điều đặc biệt ở khách sạn này là cái bồn rửa mặt, cái sinh ngay kế bên cái giường. Mình chưa bao giờ thấy cái khách sạn nào có cái cách bố trí như thế này á, đây là lần đầu tiên luôn. Giờ đang đói bụng nên mình đang đi đến chợ đêm Phân Cha. Đây là cái quán mà mình ghé. Đây là quán thịt bò nướng. Mình mua một phần 200 đại tệ dành cho hai người. Sau đó thì tụi mình vẫn còn thấy đói cho nên quyết định đi ăn mì bò. Thế là kết thúc một ngày ở Đài Trung. Sáng ở Đài Trung, trà sữa, rồi mì gói. Hôm nay có hai gói, có hai cái mì. Ok, mình mua ở Family Mart, giá là 35 đồng. Còn cái trà sữa này là 15 đồng. Tính ra có 50 đồng đại tệ cho một bữa sáng. Bên đây cái bao bì của nó làm giống bên Nhật, có những cái hoạt hình anime. A few moments later. Giờ chúng mình đang đi tới cái quán bán kem Mizuyagara. Cái chỗ đó là hồi trước là bệnh viện của Nhật, hiện tại thì đang chuyển thành một cái chỗ bán vòi lưu niệm và bán kem.
tọa lạc giữa trung tâm đài trung, tòa nhà Miyahara trước đây là một bệnh viện mắt do thực dân Nhật xây dựng trong thời kỳ chiếm đóng Đài Loan. Sau khi Nhật về nước, nhiều công trình kiến trúc tại đây được xây dựng và tái tạo lại. Ở đây chuyên phục vụ các loại kẹo, bánh điểm tâm truyền thống của đài. Ngoài ra, nhà hàng còn chuyên bán các loại bánh quy, bánh dùng khi uống trà. Bên cạnh những chiếc bánh ngọt truyền thống, bên trong tòa nhà Miyahara còn được trang trí bởi những kệ sách cao đụng trần ở tầng 2 cùng với những món đồ nội thất gỗ tinh xảo, tạo cho bạn cảm giác như bị lôi cuốn vào thế giới phù thủy của nhân vật truyện nổi tiếng Harry Potter. Chỗ tiệm kem Miyahara, các bạn đi bộ khoảng tầm 15 phút là các bạn có thể đến được công viên trung tâm văn hóa nghệ thuật Natural Way Six Art Culture Center. Tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị, trung tâm này được xây dựng ở một diện tích khá rộng và theo một phong cách rất Nhật Bản. Thank you.
2 hours later. Rời khỏi trung tâm văn hóa nghệ thuật một chút, mình đi bộ khoảng tầm 15 đến 20 phút là đến một khu hẻm với những cái hình hoạt hình anime trên tường như các bạn đang thấy. Có rất là nhiều nhân vật hoạt hình mà rất quen thuộc đối với chúng ta từ những bộ truyện tranh, có cả Angry Birds, Tàu Hải Tặc. Và đây là nhân vật mà mình yêu thích nhất trong hoạt hình, Totoro. Có cả thám tử lừng danh Conan nữa, có cả Son Goku, Naruto, có cả người nhện và một số nhân vật trong hoạt hình Disney, Bảy Viên Ngọc Rồng, vân vân. Còn đây là nhân vật chắc ai cũng đều biết, đó là nắm lùn Mario rồi hen. Đây là bộ truyện tranh mà hồi nhỏ mình hay đọc nhất, đó là Nhóc Mariko nè. Có Gia Đình Simpson nữa, Bọt Biển nữa. Điểm đến cuối cùng của mình ngày hôm nay là làng Cầu Vồng, hay có tên tiếng Anh gọi là Rainbow Village. Nơi này trở nên rất đặc biệt với những tác phẩm của cụ Hoàng. Những bức vẽ của ông không những là những nét vẽ nghịch ngoạc của bọn trẻ con, mà nó còn mang một trường phái siêu thật. Những ngôi nhà của sự u ám đã được phủ lên mình những màu sắc tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Giờ đây thì ngôi làng này thu hút một lượng lớn khách du lịch tới đây, nhất là vào dịp cuối tuần. Ở đây có bán rất là nhiều quà lưu niệm, từ dù, bút, vở, sách, vân vân, với những họa tiết mang hình dáng của những cái bức tranh của làng Cầu Vồng. Đây là một số những tác phẩm khác của ông, cộng với những cái cọ vẽ mà hồi trước ông đã sử dụng. Còn đây là hình ảnh của ông từ trẻ nè, có cả hình Đặng Lê Quân nữa, các bạn thấy không? Video này xin tạm dừng tại đây. Nhớ subscribe và ủng hộ kênh channel này của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!